Chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime trên kênh Ten Toon. Mùa hè nóng nực đã đến, báo hiệu cho sự trở lại của rất nhiều bộ anime nổi tiếng nhằm tận dụng thời cơ và thu hút nhiều khán giả nhất có thể. Trong đó nhất định phải kể đến Shin cậu bé Bucci. Ngày 4 tháng 8 năm nay, movie thứ 31 của Shin sẽ được công chiếu tại rạp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, movie này có một điểm nhấn đặc biệt khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khích. Lần đầu tiên, Shin cậu bé Bucci với định dạng 3D được ra đời. Ngay vậy thôi đã háo hức rồi đúng không? Nhân dịp trailer thứ 2 vừa được ra mắt ngày 5 tháng 6, tớ sẽ giới thiệu đến các bạn những điều đặc biệt về movie này nhé. Hãy cùng phân tích trailer mới nhất của Shin Movie 31 với Ten nào. Cùng bắt đầu ngay thôi! 1. Giới thiệu chung. Movie thứ 31 Shin The Movie Đại Chiến Siêu Năng Lực Sushi Cuộn Biết Bay là phần phim điện ảnh tiếp theo của Shin Movie 30 Ninja Mononoke dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 4 tháng 8 năm 2023. Khác với truyền thống phát hành phim vào tháng 4 khi khí hậu vẫn còn đang trong mùa xuân, lần này nhà sản xuất quyết định chọn tháng 8 của mùa hè nóng nực để công chiếu phim, kèm theo một câu khẳng định chắc nịch, movie này sẽ khiến mùa hè trở nên nóng hơn bao giờ hết. Shin Movie 31 được đạo diễn bởi Hitoshi Wan, một cái tên rất thành công trong mảng phim truyền hình tại Nhật Bản cũng như các tác phẩm điện ảnh như Tiếng Sét Ái Tình, Giấc Mơ Họa Sĩ Truyện Tranh. Về anime, Hitoshi Wan chính là người chắp bút viết kịch bản cho bộ phim Pháo Hoa Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh. Phần hình ảnh của phim được đảm nhận bởi Shirogumi, một công ty chuyên về đồ họa máy tính, đã sản xuất rất nhiều quảng cáo, trailer game và phim điện ảnh, có thể kể đến như Shin Godzilla và Stand By Me Doraemon. Cùng với sự kết hợp của Shin A Animation, công ty sản xuất phim hoạt hình 2D Shin cậu bé Bucci trong nhiều năm, thử nghiệm 3D này đã thành công và sẵn sàng mang đến một dấu mốc đột phá mới. Với khoảng thời gian 7 năm tận tâm cùng dự án, đạo diễn và các nhà sản xuất không chỉ nuôi tham vọng đổi mới cái nhìn của khán giả, mà còn gợi nhắc chúng ta về tác phẩm gốc của ngài Yoshito Usui. Shin Movie 3D có thể coi là tác phẩm anime giống với nguyên tác Shin cậu bé Bucci nhất từ trước đến nay. Nếu trên TV series Shin mặc áo đỏ quần vàng, thì giờ đây Shin đã được diện lại bộ đồ áo vàng quần tím như trong manga. Trang phục của các nhân vật khác cũng vậy. Bên cạnh đó, dù là 3D nhưng nét vẽ khuôn mặt vẫn được giữ nguyên. Đây là một tính toán có chủ đích của nhà làm phim. Chúng ta sẽ lấy Doraemon Stand By Me làm ví dụ. Bộ phim này đã 3D hóa tất cả những gì có trong Doraemon, đặc biệt là tạo hình nhân vật. Chắc chắn rất nhiều bạn khi xem Stand By Me đã cảm thấy vô cùng lạ lẫm vì nhóm bạn Nobita quá khác so với những gì quen thuộc trên anime và manga. Hơn nữa, những nhân vật có khuôn mặt đặc biệt như Sunil mỏ nhọn là một thách thức lớn khi tạo hình 3D. Nếu không khéo léo xử lý thì trông sẽ rất kỳ. Để tránh những vấn đề này xảy ra, đạo diễn Hitoshi Wan đã giữ nguyên tạo hình gương mặt 2D cho các nhân vật của mình. Và đó là một bước đi hết sức đúng đắn. Những người hâm mộ rất tán thành, họ phấn khích khi thấy đội phòng vệ Kasekabe vừa lạ mà vừa quen, biểu cảm vẫn giữ được sự đáng yêu vốn có. Đó chính là sự tôn trọng mà đội ngũ sản xuất Shin Movie 3D dành cho nguyên tác của tác giả Yoshito Usui. Tại đây, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình yêu của họ dành cho Shin cậu bé Bucci nhiều đến nhường nào. Phần hình ảnh đã quá xuất sắc rồi, vậy nội dung phim có xứng đáng với kỳ vọng của khán giả không? Cùng tớ tìm hiểu phần tiếp theo nhé! 2. Câu chuyện và khách mời. Theo thông tin được công bố trên website chính thức của Shin-chan Movie, nội dung Movie 31 được lấy nguyên tác gốc từ một tập ngắn trong truyện tranh số 26, có tên là Shinosuke và Himawari, anh em siêu năng lực. Tập truyện này cũng từng được chuyển thể thành anime, thuộc tập đặc biệt số 28, phát sóng ngày 5 tháng 1 năm 2001 với tựa đề Anh em siêu năng lực, trận chiến đầu tiên của thế kỷ 21. Trailer thứ 2 vừa được ra mắt đầu tháng 6 năm nay đã tiết lộ nội dung Movie 31 như sau. 40 năm trước, các nhà khảo cổ học đã tìm được một cuốn văn tự trong căn nhà của Nostradamus, hàng xóm sát vách của nhà tiên tri lừng danh Nostradamus. Trong cuộn giấy viết rằng, vào năm có số 20 và 23, sẽ có nguồn sáng từ vũ trụ rơi xuống trái đất, một ánh sáng tối to lớn và hai ánh sáng trắng nhỏ hơn. Ánh sáng tối có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nó sẽ phá tan nền hòa bình của nhân loại. Vào mùa hè năm 2023, khi đang chơi cùng Hima để chờ ăn tối, ánh sáng trắng đã bất ngờ rơi trúng Shinosuke, ban cho cậu một sức mạnh tràn đầy cơ thể. Mông của Shin lập tức nóng bỏng hơn bao giờ hết và cậu có thể điều khiển những cuộn sushi lơ lửng giữa không trung. Đó chính là thời điểm siêu năng lực gia Shinosuke được khai sinh. Cùng lúc ấy, một thanh niên được ánh sáng tối lựa chọn và cũng có năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, anh ta vừa mất công việc vì bị sa thải, cộng thêm việc nữ thần tượng của mình thông báo kết hôn và bị cảnh sát truy đuổi vì hiểu lầm là tội phạm. Anh ta quyết định đi theo con đường tà ác để trả thù thế giới. Kể từ đó, một cuộc chiến giữa hai đại diện của tốt và xấu chính thức bắt đầu. Trước khi đi sâu vào phân tích trailer, tớ sẽ giới thiệu dàn khách mời của movie này nhé. Đầu tiên là Hideya Mitsuru, một người đàn ông có cảm giác ức chế với xã hội. Khi nhận được sức mạnh của ánh sáng tối, anh ta quyết định trở thành năng lực gia độc ác và thề sẽ trả thù nhân loại. Nhân vật này được lồng tiếng bởi diễn viên kiêm người mẫu Tori Matsuzaka. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Tori Matsuzaka đã chia sẻ cảm xúc của mình rằng anh rất vui khi được tham gia lồng tiếng cho Shin cậu bé Bucci. Khó khăn nhất đối với anh chính là làm sao để có chất giọng phù hợp với bộ phim và suy nghĩ đang được diễn chung với Shinosuke đã tiếp thêm động lực cho anh. Trải nghiệm này đã khiến anh hồi tưởng về tuổi thơ xem Shin cậu bé Bucci của mình. Tiếp theo là bộ đôi giáo sư Ike Bukuro và trợ lý Fukuya Negiko.
Họ là thành viên cố vấn của Ủy ban Điều phối Siêu năng lực gia quốc tế, chi nhánh tỉnh Saitama. Giáo sư Ikebukuro là người tìm ra ghi chép của Nostradamus về hai nguồn ánh sáng nguy hiểm đến từ vũ trụ. Cả hai đến nhà Nohara để hướng dẫn Shinosuke cách sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình. Người lồng tiếng cho giáo sư Ikebukuro là Suzuki Mogura, một thành viên của bộ đôi hài kịch Kuki Kaidan ở Nhật Bản. Còn trợ lý Fukaya được lồng tiếng bởi nữ diễn viên kim ca sĩ Akari Kito. Ca sĩ Akari đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn rằng gia đình Nohara là ước mơ của cô và rất nhiều người. Mọi người ngưỡng mộ và khao khát có một mái ấm như vậy. Cô cũng chỉ ra rằng đoàn kết chính là sợi dây kết nối sức mạnh, giúp gia đình Nohara luôn vượt qua mọi khó khăn. Thành viên còn lại của bộ đôi hài kịch Kuki Kaidan, Mizukawa Katamari, chính là người lồng tiếng cho nhân vật Nostradamus đệ nhị, kẻ tự xưng là truyền nhân của Nostradamus, hàng xóm của nhà tiên tri Nostradamus, hiện đang lãnh đạo Reiwa Tenbuku, một tổ chức có âm mưu chinh phục thế giới. Trong buổi phỏng vấn, bộ đôi hài kịch Kuki Kaidan có đùa vui rằng đáng lẽ những gia đình như nhà Nohara nên được miễn giảm mọi loại thuế, mẹ Mise chắc chắn sẽ rất đồng tình với quan điểm này cho mà xem. 3. Phân tích trailer. Ở những giây đầu tiên của trailer thứ 2, chúng ta được giới thiệu về nguồn gốc tìm thấy cuốn văn tự cổ. Số 20 và 23 ám chỉ năm 2023, năm mà lời sấm truyền về hai thiên thạch hiệu nghiệm. Khác với nguyên tác, thời điểm được nhắc đến ngày có 10 số 2 và 3 số 0, còn trên anime thì là ngày chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21. Tiếp theo là cảnh thiên thạch trắng đâm vào Shin và Hima khi đang ngồi chơi và thiên thạch đen đâm vào anh thanh niên Mitsuru đang bị cảnh sát truy đuổi. Có được sức mạnh siêu nhiên, Shinosuke đã dùng nó để đem đến chiến thắng cho lớp Hoa Hướng Dương trong hội thao ở trường mẫu giáo, còn anh Mitsuru thì lợi dụng nó để gây nên những vụ nổ thiết bị di động, bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Ở cảnh tiếp theo, một cỗ máy khổng lồ đã xuất hiện. Nostradamus đệ nhị sử dụng sự xấu xa của con người làm nguyên liệu cho cỗ máy, bằng chứng là có một nạn nhân bị cuốn dây chằng chịt ở đây. Anh Mitsuru chắc chắn là 2% còn thiếu, và Nostradamus đệ nhị sẽ làm mọi cách để đẩy sự độc ác trong con người anh lên đến đỉnh điểm và hút sạch nó. Theo như tớ dự đoán, Mitsuru bị tha hóa sẽ biến thành hình dạng kỳ quái này, mất kiểm soát và vô cùng tàn ác. Với sự hỗ trợ của giáo sư và trợ lý Fukaya, Shin sẽ phải điều khiển Kantamu Robot siêu khổng lồ để đánh bại cái ác, bảo vệ chính nghĩa. Năm đấm lượng tử chứ danh của Kantamu đã có cơ hội được thể hiện. Hình ảnh robot Kantamu còn xuất hiện trên áo của anh Mitsuru hồi nhỏ, chứng tỏ anh ta là một fan hâm mộ lâu năm của Kantamu. Mối liên hệ này sẽ giúp Shin cảm hóa và giúp Mitsuru trở về làm chính mình. Cả hai sẽ sát cánh cùng nhau đánh bại Nostradamus đệ nhị và những quái vật, cỗ máy khổng lồ của hắn ta khi nó đạt 100% sức mạnh. Trên đây là những gì tớ suy luận được từ trailer thứ 2 của Shin The Movie. Dù chưa được xem phim, nhưng tớ có thể khẳng định Shin Movie 3D đã làm rất tốt trong việc xây dựng động cơ của phản diện. Trong manga và anime, động cơ trả thù của anh Mitsuru đến từ việc bị sa thải một cách vô lý trong khi đã tận tụy hết mình về công việc. Còn trong movie 31 này, đạo diễn đã tô một màu đen kịt cho cuộc đời của Mitsuru, từ tuổi thơ bị bạn bè bắt nạt tẩy chay cho đến khi trưởng thành bị sa thải một cách vô cớ, đồng nghiệp khinh bỉ chế nhạo, bị nhầm là tội phạm nên phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, thậm chí nữ idol trong mộng cũng thông báo lấy chồng. Nhìn vẻ ngoài của Mitsuru, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực mà anh đang phải gánh chịu. Một con người đã bị dồn đến đáy vực của xã hội, khi có năng lực đặc biệt, Mitsuru đã gây ra những vụ nổ để thỏa mãn mong muốn trả thù của mình. Anh ta vẫn nhận thức được hành động sai trái của bản thân, chỉ là không biết nên tiếp tục là chính mình và bị khinh bỉ hay là kẻ xấu để trả thù đám người kia. Nostradamus đệ nhị đã xuất hiện đúng lúc ấy, lợi dụng Mitsuru để phục vụ cho mục đích xấu xa của hắn, biến anh ta thành quân cờ, giúp hắn thống trị thế giới. Ngoài phản diện, chắc chắn còn rất nhiều khía cạnh khác của tập truyện gốc được đạo diễn Hitoshi Wan khai thác một cách triệt để. Hãy cùng đón chờ vào tháng 8 sắp tới để tận hưởng một Shin Cậu Bé Bút Chì mới lạ chưa từng có nhé. Trên đây là bài phân tích trailer mới nhất của Shin The Movie Đại Chiến Siêu Năng Lực Sushi Cuộn Biết Bay. Vì là ý kiến cá nhân nên không thể tránh được sai sót, rất mong sẽ được các bạn khán giả góp ý và bày tỏ cảm xúc ở phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Ten nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.